Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa, sau 120 giờ khẩn trương triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị này đã vừa điều tra làm rõ vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố biển Nha Trang. Gần 1 giờ sáng ngày 12 tháng 9, trên đường Lương Định Của, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, người dân phát hiện một tử thi nam cùng với chiếc xe máy và trình báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nạn nhân là anh Lê Kim Tân, 31 tuổi, trú tại tổ 7, Lư Cấm, Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. Thì qua kết quả điều tra ban đầu, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng như là thu thập tài liệu ban đầu xác định đây là vụ giết người. Thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của đồng chí đại tá Đặng Văn Mạnh, phó giám đốc công an tỉnh, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, yêu cầu lực lượng BC45 công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ, khởi tố vụ án và xác lập chuyên án để đấu tranh. Và chúng tôi tập trung toàn bộ lực lượng trinh sát có kinh nghiệm và các điều tra viên có kinh nghiệm và kể cả các đồng chí lãnh đạo phòng trực tiếp tham gia xuống hiện trường để tiến hành truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 10 giờ sáng ngày 16 tháng 9, các trinh sát đã bắt được nghi phạm đầu tiên tên là Phan Thu Long, 28 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, khi tên này đến chuộc lại chiếc điện thoại iPhone cướp của nạn nhân để mang đi cầm ở một tiệm điện thoại. 14 giờ cùng ngày, một tổ trinh sát khác bắt được đối tượng Tô Quốc Việt, 37 tuổi, tại nhà riêng ở phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. 5 ngày đêm, như là tiến hành điều tra truy xét, không quản coi như là mưa gió, thì tất cả cán bộ chiến sĩ lãnh đạo phòng BC45 cùng với toàn bộ các phòng ban nghiệp vụ cũng như là công an các địa phương và đặc biệt là cái sự hỗ trợ nhiệt tình của quần chúng nhân dân trong cái việc là tố giác tội phạm thì đã hỗ trợ cho lực lượng BC45 Khánh Hòa nhanh chóng coi như là khám phá và truy bắt được đối tượng trong vụ giết cướp. Tại cơ quan điều tra, Long và Việt khai nhận đêm ngày 11 tháng 9, cả hai bàn nhau đi ăn trộm để lấy tiền ăn nhậu. Khi đến đường Lương Định Của, cả hai thấy anh Tân say xỉn, nằm bên vệ đường. Long xuống xe lục túi quần anh Tân, lấy một chiếc điện thoại iPhone 4S. Lúc này, anh Tân thức giấc và đuổi theo giằng co với Long. Thấy vậy, Việt lấy kéo đâm anh Tân tử vong tại chỗ. Sau đó cả hai bỏ đi và cầm thế chiếc điện thoại được 1 triệu đồng.